Đầu tiên xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nghề trồng hành tím trong chuyên mục Bạn Có Biết. Khánh Huyền nè, là một người phụ nữ thường hay vào bếp thì chắc là Khánh Huyền không thể thiếu được cái gia vị là hành tím đúng không? Vậy thì không biết là mỗi lần mà nấu như vậy có bao giờ mà Huyền thắc mắc là hành tím được trồng nhiều ở đâu không? Huyền cũng mới thắc mắc như vậy đó và Huyền cũng có tìm hiểu ở Vĩnh Châu Sóc Trăng đúng không Dũng? Đúng vậy đó quý vị, hành tím là một mặt hàng đặc sản truyền thống của tỉnh Sóc Trăng. Hiện ở Sóc Trăng thì hành tím được trồng ở 3 xã lận, không phải chỉ ở Vĩnh Châu đâu, mà còn có Vĩnh Hải và Lạc Hòa, với gần 5.000 đến 7.000 hecta gieo trồng mỗi năm. Nhưng mà trong đó thì Vĩnh Châu là một trong 3 khu vực có diện tích sản xuất hành lớn nhất của nước ta. Và củ hành tím được trồng thử ở đây đầu tiên vào năm 1966, còn gọi là củ hành đỏ. Và từ đó thì Sóc Trăng là nơi cung cấp hành tím cho nhiều tỉnh phía Nam như là Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Và mùa thu hoạch hành tím thì thường kéo dài từ trước Tết Nguyên Đán cho đến khoảng tháng 4 của năm sau. Và hành tím Sóc Trăng cũng đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP để có thể vươn ra thị trường thế giới. Nghề trồng hành tím ở đây cũng được coi là một nghề mạo hiểm bởi vì tiếp xúc lâu ngày và thường xuyên đối với hành thì có thể làm giảm thị lực của mắt. Chính vì vậy mà hiện nay ngành y tế của các địa phương trồng hành ở Sóc Trăng đang tích cực tuyên truyền các biện pháp an toàn sản xuất để hạn chế ảnh hưởng của hành đến sức khỏe của người sản xuất.